nuốt kẹo cao su có sao không? Từ giữa những năm 1900, các nhà khoa học đã tìm được cách làm cao su tổng hợp để thay thế cho hầu hết các cao su tự nhiên trong kẹo cao su. Tuy nhiên, dạ dày của chúng ta cũng không thể tiêu hóa được cao su tổng hợp như các loại thức ăn thông thường khác. Dù vậy, nếu bạn lỡ nuốt một miếng kẹo cao su thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Cơ thể có cơ chế để xử lý và đào thải kẹo cao su ra ngoài. Quá trình này diễn ra như sau, ban đầu, hệ tiêu hóa sẽ xử lý kẹo cao su như mọi loại thực phẩm khác, Dịch tiêu hóa phá vỡ các thành phần của kẹo cao su như chất làm ngọt, chất làm mềm và hương liệu, sau đó, phần bã còn lại sẽ được di chuyển qua đường tiêu hóa bằng các hoạt động đẩy bình thường của ruột. Cuối cùng, cao su sẽ được đưa ra ngoài cơ thể thông qua hệ bài tiết. Mất bao lâu để kẹo cao su được đào thải, kẹo cao su hoàn toàn có thể được tiêu hóa và đào thải sau vài ngày. Điều này có nghĩa là sau 2,3 ngày thì bã kẹo cao su sẽ được thải ra ngoài khi bạn đi vệ sinh. Khác với những thực phẩm khác, kẹo cao su cần nhiều thời gian hơn để được tiêu hóa, kẹo cao su không thể lưu lại cơ thể trong thời gian dài do đó nó sẽ không làm hại cơ thể bạn tuy nhiên bạn cần tránh nuốt kẹo cao su thường xuyên nhé